trình dạy học trên truyền hình dành cho các bạn học sinh lớp 6. Các bài giảng được biên soạn đáp ứng đúng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với học sinh cả nước. Ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, công nghệ, giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm, giáo dục công dân, tin học. Các bài học được thiết kế khoa học, trọng tâm, hấp dẫn, được thẩm định bởi các chuyên gia uy tín của Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thầy cô giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo và tài năng. Học qua truyền hình, không khí vẫn luôn sôi nổi và bài giảng luôn sinh động, cuốn hút. Nhiều hoạt động thực hành cụ thể, những bài tập ứng dụng giàu tính thực tiễn. Đón xem chương trình Dạy học trên truyền hình trên sóng VTV7 từ tháng 10 năm 2021. Rất vui được gặp các em học sinh cùng các quý thầy cô trong chương trình Dạy học trên truyền hình lớp 6. Cô là Nguyễn Thị Hồng Thúy. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em với bộ môn công nghệ. Hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học thật tích cực và hiệu quả nhé. Các em ạ, con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, để cơ thể phát triển một cách toàn diện về thể chất và trí tuệ, thì cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Vậy, các chất dinh dưỡng đó là gì? Có bạn nào biết không nhỉ? À, cô gợi ý nhé. Trong môn khoa học ở cấp tiểu học, các em đã được tìm hiểu về vai trò của 5 nhóm chất đối với cơ thể người. Đó là nhóm chất đường, bột, xơ, nhóm chất đạm, chất béo, vitamin và chất khoáng. Có một điều thú vị là chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những nhóm chất này trong những thực phẩm mà các em ăn hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về những nhóm thực phẩm chính cung cấp 5 nhóm dưỡng chất này là gì nhé. Chúng ta sẽ đi vào bài hôm nay, bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ hình thành được những thói quen ăn uống khoa học. Để đạt được những mục tiêu này, cô trò ta lần lượt tìm hiểu hai nội dung chính của bài: một số nhóm thực phẩm chính và ăn uống khoa học. Còn chần chừ gì nữa, ngay bây giờ cô trò ta cùng tìm hiểu một số nhóm thực phẩm chính. Hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều thực phẩm để chế biến các món ăn. Vậy hãy kể tên một số thực phẩm mà em biết. Các em cùng quan sát lên màn hình nhé. Ở đây cô có khoai tây, có thịt, có gạo, có cá, tôm, mỡ động vật, trứng, sữa, bánh mì, dầu thực vật. Các em có đồng ý với cô là thực phẩm rất đa dạng và phong phú không nào? Có nhiều cách để phân loại thực phẩm. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài học hôm nay, chúng ta sẽ chia thực phẩm thành 5 nhóm chính tương ứng với 5 nhóm chất mà các em đã được học ở cấp tiểu học. Đó là nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột, xơ, nhóm thực phẩm giàu chất đạm, giàu chất béo, giàu vitamin và giàu chất khoáng. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu nhóm thực phẩm đầu tiên, nhóm thực phẩm giàu tinh bột, chất đường, chất xơ. Các em có thể dễ dàng tìm thấy những thực phẩm như là khoai tây, bánh mì, gạo, sữa, mật ong, trái cây chín, rau xanh. Đó là những thực phẩm cung cấp chất tinh bột, chất đường và chất xơ. Các em có biết chất tinh bột, chất đường có vai trò là cung cấp năng lượng để chúng ta hoạt động, vui chơi mỗi ngày? Bên cạnh đó, chất xơ còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa. Vậy, những bạn nào bị táo bón thì chúng ta nên bổ sung chất xơ vào khẩu phần ăn của mình nhé. Các em có biết vì sao chất tinh bột, chất đường, chất xơ lại được xếp vào cùng một nhóm không? Cô gợi ý nhé. Vì tên tiếng Anh của ba chất này đều có đuôi là hydrate, do đó tên khoa học của nhóm chất này sẽ là carbohydrate.
Vậy, những bạn nào muốn tìm hiểu thêm thông tin về nhóm chất này, các em hãy tìm với từ khóa. Các em thân mến, để cơ thể lớn lên mỗi ngày thì chất đạm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, chất đạm còn là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể. Chất đạm có nguồn gốc ở cả động vật và thực vật đấy các em ạ. Đạm động vật các em có thể tìm thấy từ những thực phẩm như thịt nạc, lợn, gà, cá, trứng, sữa, vân vân. Và chất đạm thực vật các em có thể tìm thấy trong các loại đậu và một số loại hạt như hạt lạc, hạt điều, hạt vừng. Tương tự như chất đạm thì chất béo cũng có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Chất béo có nguồn gốc từ động vật như là mỡ lợn, mỡ cá, mỡ gà, mỡ bò. Chất béo có nguồn gốc từ thực vật như là hạt điều, hạt lạc, hạt vừng, hạt hướng dương. Câu hỏi đặt ra là vậy chất béo có vai trò như thế nào đối với cơ thể? Chất béo sẽ cung cấp năng lượng và tích trữ dưới da ở dạng lớp mỡ để bảo vệ cơ thể. Bên cạnh đó, chất béo còn giúp chuyển hóa một số loại vitamin. Vậy những thực phẩm nào sẽ cung cấp vitamin? Đó cũng chính là nhóm thực phẩm thứ tư mà chúng ta sẽ tìm hiểu, nhóm thực phẩm giàu vitamin. Các em ạ, vitamin có hàm lượng nhỏ trong thực phẩm nhưng lại là chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Với vai trò đó là tăng cường hệ miễn dịch và chuyển hóa các chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Có rất nhiều loại vitamin như vitamin A, B, C, D và E. Như các em đã biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức tạp, khiến các em phải học online mỗi ngày, nhìn màn hình máy tính hàng giờ đồng hồ dẫn đến là mắt sẽ rất mỏi. Vậy, để mắt sáng khỏe thì mẹ thường cho chúng ta uống dầu cá, đồng thời sẽ bổ sung một số loại quả màu đỏ và màu vàng. Các em có thể kể tên cùng cô được không? Đó là quả đu đủ, quả bí ngô, quả gấc, quả cà rốt, quả ớt chuông. Đó cũng chính là những thực phẩm cung cấp vitamin A đấy. Khi các em bị đầy bụng, khó tiêu thì chúng ta nên bổ sung những thực phẩm cung cấp vitamin B như là thịt, cá, gan, trứng, sữa. Ngoài việc kích thích ăn uống thì vitamin B còn góp phần vào phát triển hệ thần kinh nữa đấy. Ở đây có bạn nào thường bị bong chóc da tay hoặc vết thương lâu lành không nhỉ? À, đây chính là biểu hiện của việc thiếu hụt vitamin C trong cơ thể. Do đó, vitamin C có vai trò đó là làm chậm quá trình lão hóa và làm tăng sức bền của thành mạch máu. Chúng ta có thể tìm thấy những loại quả có vị chua và có múi như là bưởi, cam, chanh và có cả rau xanh nữa đấy. Các em đang ở độ tuổi dậy thì, đây là giai đoạn tốt nhất để phát triển chiều cao. Và vitamin D sẽ cùng với canxi để kích thích sự phát triển của xương. Chúng ta có thể tìm thấy những thực phẩm cung cấp vitamin D như là cá, bơ, trứng và các loại nấm. Cuối cùng, để tốt cho da và bảo vệ tế bào, thì chúng ta nên cung cấp vitamin E từ các loại hạt. Thì chất khoáng cũng chứa hàm lượng nhỏ trong thực phẩm nhưng cũng có vai trò rất quan trọng. Các em ạ, có 3 loại chất khoáng đó là chất sắt, canxi và iốt. Những thực phẩm như thịt, cá, gan, các loại đậu sẽ cung cấp chất sắt. Để cho xương và răng chắc khỏe thì chúng ta cần bổ sung canxi từ những loại thực phẩm như hải sản, trứng, sữa và rau xanh. Cuối cùng, để phòng ngừa bệnh biếu cổ thì chúng ta nên bổ sung những thực phẩm như là hải sản, rong biển, đặc biệt là muối ăn có bổ sung iốt nhé. Trên đây, cô trò ta đã cùng nhau tìm hiểu về 5 nhóm thực phẩm. Bây giờ các em hãy cùng liệt kê cùng cô nhé. Nhóm thực phẩm đầu tiên, nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường, chất xơ. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo, giàu vitamin và giàu chất khoáng. Các em ạ, một chế độ dinh dưỡng hợp lý và ăn uống khoa học sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, sẽ tạo ra một nguồn năng lượng dồi dào, một đầu óc minh mẫn để học tập, vui chơi, hiệu quả. Vậy, để ăn uống khoa học thì trước hết chúng ta cần phải có một bữa ăn hợp lý. Vậy, như thế nào là bữa ăn hợp lý? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé!
cô đã lên thực đơn cho hai bữa ăn như sau. Bữa ăn số 1 gồm có các món salad, rau xào, rau củ luộc, cơm trắng. Bữa ăn số 2 gồm có các món tôm rang, canh cá, trứng rán, cơm trắng. Cô đố các em, trong hai bữa ăn này, bữa ăn nào sẽ là bữa ăn hợp lý nhất đối với cơ thể đang phát triển bình thường? Trước khi đưa ra câu trả lời, cô sẽ mang đến cho các em một khái niệm như sau về bữa ăn hợp lý. Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm theo một tỷ lệ thích hợp để cung cấp vừa đủ cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng. Các em lưu ý các từ khóa kết hợp đa dạng theo một tỷ lệ và quan trọng là phải cung cấp vừa đủ cho cơ thể nhé. Với những từ khóa về bữa ăn hợp lý, bây giờ cô trò ta sẽ cùng phân tích để lựa chọn bữa ăn nào sẽ là bữa ăn hợp lý nhé. Bữa ăn số 1. Cơm trắng cung cấp chất đường và tinh bột. Salad, rau xào, rau củ luộc sẽ cung cấp chất xơ, vitamin, chất khoáng, chất béo. Nhưng hình như cô thấy đang thiếu một chất gì đó các em nhỉ? Chưa thấy sự xuất hiện của chất đạm trong bữa ăn này. À, vậy bữa ăn số 1 thiếu chất đạm mất rồi. Sang đến bữa ăn số 2 nhé. Bữa ăn số 2 có tôm rang, canh cá, trứng rán, cung cấp rất nhiều chất đạm và chất béo. Nhưng cô chưa thấy có sự xuất hiện của rau xanh. À, vậy bữa ăn số 2 thiếu vitamin và chất xơ. Vậy cả hai bữa ăn này đều không phải là bữa ăn hợp lý. Cô đã lên thực đơn về một bữa ăn như sau: cơm trắng, đậu rán, canh mướp, rau củ luộc, thịt rang cháy cạnh, cà muối. Rõ ràng các em thấy là chất tinh bột và chất đường đã lấy từ cơm trắng, chất đạm lấy từ thịt rang cháy cạnh và đậu phụ, chất béo sẽ lấy từ đậu phụ và canh mướp trong quá trình chế biến có thể dùng dầu hoặc mỡ, và chất xơ, vitamin, chất khoáng lấy từ rau củ luộc, canh mướp và cà muối. Các em có đồng ý với cô đây là một bữa ăn đã có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng không nào? Vậy đây chính là bữa ăn hợp lý. Vừa rồi chúng ta đã lựa chọn về bữa ăn hợp lý. Khi đã lựa chọn được bữa ăn hợp lý, chúng ta cần hình thành thói quen ăn uống khoa học như thế nào? Cô có một thử thách dành cho các em như sau. Ở đây cô có 8 hành động. Các em hãy xếp cho cô thành 2 nhóm: nhóm hành động ăn uống khoa học và nhóm hành động ăn uống chưa khoa học. Cô trò ta cùng phân tích nhé. Hành động đầu tiên, vừa ăn vừa xem TV. Khi vừa ăn vừa xem TV thì dẫn tới là quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, đó là tư tưởng bị phân tán, dẫn đến mình sẽ không cảm nhận được hương vị của món ăn. Vậy hành động đầu tiên chưa khoa học. Hành động số 2, bảo quản thực phẩm đúng cách. Chắc chắn rồi, đây sẽ là hành động khoa học. Số 3, bát đũa không rửa thì sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển. Vậy đây cũng là hành động chưa khoa học. Cuối cùng, uống đủ nước thì sao? Các em ạ, nước chiếm tới 70% trọng lượng cơ thể của trẻ sơ sinh và trên một nửa trọng lượng cơ thể của người trưởng thành. Vậy, nước đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống. Vậy, hành động này sẽ là khoa học. Chúng ta sẽ sang hành động số 5. Các thành viên trong gia đình đang ăn uống cười nói rất vui vẻ và quan trọng là đã tập trung vào món ăn. Do vậy sẽ cảm nhận được đầy đủ hương vị của món ăn. Vậy hành động này sẽ là khoa học. Hành động tiếp theo, thực phẩm không được bảo quản đúng cách sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển, có thể dẫn đến thức ăn sẽ bị hỏng và ngộ độc thực phẩm. Không khoa học. Các em ạ, để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì ăn chậm và nhai kỹ đóng vai trò rất quan trọng, sẽ giúp cho dạ dày tiêu hóa triệt để thức ăn. Do đó mà chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ tốt nhất. Vậy bạn năm này ăn nhanh và nhai chưa kỹ, do đó sẽ là không khoa học. Cuối cùng, ăn đúng giờ. Chắc chắn rồi, ăn đúng giờ sẽ là hành động khoa học.
Vì nếu ăn không đúng giờ thì dẫn tới là rối loạn tiêu hóa và chúng ta có thể mắc một số bệnh như tăng cân, béo phì, tiểu đường. Như vậy, cô và các em đã phân ra làm hai nhóm, đó là hành động ăn uống khoa học và hành động ăn uống không khoa học. Vậy, để ăn uống khoa học, chúng ta cần có những thói quen nào? Đầu tiên, đó là ăn đúng bữa. Mỗi ngày chúng ta cần ăn đủ 3 bữa chính, sáng, trưa, tối. Bữa sáng là quan trọng nhất. Mỗi bữa cách nhau từ 4 đến 5 giờ. Thói quen số 2, ăn đúng cách. Trong quá trình ăn, chúng ta nên tập trung vào ăn uống, ăn chậm, nhai kỹ để cảm nhận hương vị của món ăn. Thứ 3, đó là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến đúng cách. Cuối cùng, rất quan trọng, đó là uống đủ nước. Mỗi ngày chúng ta cần cung cấp ít nhất từ 1,5 đến 2 lít nước. Nước có thể lấy từ nước uống hàng ngày, hoặc là sữa và có cả trong các món ăn nữa đấy. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về như thế nào là một bữa ăn hợp lý. Bữa ăn hợp lý là bữa ăn có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm cần thiết theo một tỷ lệ thích hợp để đáp ứng nhu cầu vừa đủ cho cơ thể về năng lượng và chất dinh dưỡng. Trên cơ sở đó, chúng ta đã xây dựng được 4 thói quen ăn uống khoa học, đó là ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và uống đủ nước. Để luyện tập những nội dung mà cô trò ta đã tìm hiểu trong bài hôm nay, cô mời các em cùng tham gia trả lời 4 câu hỏi như sau. Cô có 3 bữa ăn với các món ăn xuất hiện trên màn hình. Các em hãy lựa chọn một bữa ăn hợp lý nhất với một cơ thể phát triển bình thường. Cô tin chắc rằng câu hỏi này sẽ không làm khó các em đúng không nào? Các em có thể thấy ở bữa ăn 1 chưa có sự xuất hiện của chất đạm. Bữa ăn số 2 chưa có sự xuất hiện của chất xơ. Nhưng đến với bữa ăn số 3 thì sao? Chất đạm cô lấy từ thịt kho, canh cua, tinh bột và đường cô lấy từ cơm trắng. Vitamin, chất khoáng và chất xơ cô lấy từ rau muống xào, cà muối, rau mùng tơi và mướp. Các em có đồng ý với cô bữa ăn số 3 sẽ là bữa ăn hợp lý nhất vì đã có sự kết hợp đa dạng các loại thực phẩm và đầy đủ các chất dinh dưỡng? Vậy đáp án đúng sẽ là đáp án số 3. Một câu hỏi rất thú vị đang chờ đợi các em. Vai trò chủ yếu của các thực phẩm sau đối với cơ thể là phòng tránh bệnh biếu cổ, giúp làm sáng mắt, làm chậm quá trình lão hóa, giúp kích thích sự phát triển của xương. Các em cùng quan sát lên màn hình và các em có phát hiện ra tất cả các loại quả này đều có màu gì nhỉ? À, màu vàng và màu đỏ, đúng không nào? Vậy, những loại quả mà có màu vàng và màu đỏ sẽ cung cấp vitamin A. Và vitamin A thì sẽ giúp chúng ta sáng mắt và làm chậm quá trình lão hóa. Vậy, đáp án đúng sẽ là đáp án B. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Thói quen nào sau đây là thói quen ăn uống không khoa học? Bảo quản thực phẩm đúng cách, ăn đúng cách, uống đủ nước, bỏ bữa sáng. Chắc chắn rồi, bảo quản thực phẩm đúng cách, ăn đúng cách, uống đủ nước sẽ là những thói quen ăn uống khoa học. Còn bỏ bữa sáng thì sao nhỉ? Khi bỏ ăn sáng sẽ dẫn tới trong quá trình học tập, các em sẽ giảm khả năng tập trung, phản xạ, giảm khả năng ghi nhớ và dễ buồn ngủ. Vậy, bỏ bữa ăn sáng chắc chắn không phải là thói quen ăn uống khoa học, đúng không nhỉ? Vậy, đáp án đúng của cô sẽ là đáp án C. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Để tránh bị táo bón đầy hơi, cần tăng cường thực phẩm nào sau đây? A. Trái cây chín và rau xanh. B. Thịt lợn, thịt bò. C. Mỡ động vật. D. Hải sản.
Như các em đã biết, chất xơ có vai trò đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Vậy trong các thực phẩm này thì thực phẩm nào sẽ cung cấp chất xơ nhỉ? Các em có phát hiện ra không nào? À, chính là trái cây chín và rau xanh. Vậy đáp án đúng của cô là đáp án A. Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về 5 nhóm thực phẩm chính, đó là nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột xơ, nhóm thực phẩm giàu chất đạm, giàu chất béo, giàu vitamin và giàu chất khoáng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã tìm hiểu được như thế nào là một bữa ăn hợp lý và đã xây dựng được 4 thói quen ăn uống khoa học. Ăn đúng giờ, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và uống đủ nước. Có một điều thú vị cô muốn giới thiệu với các em liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng, đó là nghề chuyên gia dinh dưỡng. Chuyên gia dinh dưỡng là người nghiên cứu về thực phẩm và dinh dưỡng, tư vấn cho mọi người có lối sống lành mạnh trong ăn uống để cơ thể được khỏe mạnh và phát triển toàn diện. Chuyên gia dinh dưỡng thường làm việc trong các bệnh viện, phòng khám y tế cộng đồng và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng, cô có một lời khuyên cho các em như sau. Muốn cơ thể khỏe mạnh, để học tập, làm việc, vui chơi thì ngoài việc xây dựng một chế độ ăn uống hợp lý và hình thành những thói quen khoa học, chúng ta cần tập thể dục mỗi ngày nhé. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn của bài học, nhưng cô hy vọng những kiến thức cô đã chia sẻ với các em sẽ giúp các em tự xây dựng cho mình một chế độ ăn uống hợp lý, hình thành những thói quen khoa học để có một sức khỏe tốt, để học tập, làm việc và phòng chống dịch bệnh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em! Chào đón bạn đang đến với một trường học VTV7 cùng các tiết học sinh động, bổ ích và thú vị. Để thành chữ thỏ. Đây là chữ hoa A, chữ đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Việt. Những chương trình học ngoại ngữ và tranh biện cực kỳ hấp dẫn và thu hút dành cho các bạn tuổi teen. Independence. And it's super exciting to meet you here. Hãy khám phá những nội dung giáo dục giải trí đặc sắc và thiết thực của kênh giáo dục quốc gia VTV7 duy nhất trên ứng dụng VTV Go.